Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Vũ Nhân và Phương Thúy đang có mặt tại thành phố San Jose. Phương Thúy, em thấy như thế nào ngày hôm nay Phương Thúy? Dạ, hôm nay thì rất là vui. Tuy là mùng 2 mà lại ngày thứ 7 nữa cho nên thấy rất là nhộn nhịp. Những cô gái mặc những chiếc áo dài rất là đẹp để mà mình gợi nhớ lại giống như mình đang ở Việt Nam vậy quý vị. Mà không đây, ở bên đây nó lại có một cái vui nữa là chúng ta nghe được những tiếng pháo thật sự. Phương Thúy có nhắc với anh là khi mình hồi nhỏ đó mình đi lượm pháo lép thì tôi còn nhỏ thì nhớ khi mà mình đốt pháo xong thì cũng là phá phách lắm, cũng tới lượm những chiếc pháo nhiều lúc bỏ vô cái túi của mình nhưng mà nó vẫn còn nổ quý vị. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông se lạnh tim tôi, mưa nắng xuân xoa dịu đôi môi. Những người bạn của con ở khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN thì con nói được cái điều gì về Tết ở đây? Tết này rất vui và sống động. Không. Tết này really vui. Xin anh cho biết quý anh. Hà Nam Vũ. Tết San Jose rất là vui. Mọi người ra đây để nhớ đến hương vị Tết quê nhà. Em thấy thì là cái bầu cua cá cọp, cái đó là vui nhất. Em thấy bà con chơi bầu cua cá cọp rất là vui. Tôi tên Tuấn. Nó gợi lại tất cả những cái quê hương, đất tổ của người Việt chúng ta. Và bây giờ chỉ thấy ở trên đất Mỹ, tại thành phố San Jose này với có những cái không khí và đem lại cho người Việt của chúng ta có những cái cảm giác vui xuân được thoải mái được như vậy. Mình ngửi được những cái mùi pháo, mình nhớ là những cái tuổi thơ. Khi mình đi nhặt những cái xác pháo, những viên pháo nổ xa quê hương tới nay là từ hồi năm 1980 tới giờ, nhưng mà chưa có một mùa xuân nào mà mình vắng mặt ở khu Century hồi xưa ở Lion. Còn bây giờ Century lúc nào mình cũng tới với cộng đồng cũng như đưa các cháu vào đây để cho các cháu biết được cái ngày Tết dân tộc cội nguồn, để cho các cháu nhớ về quê hương và nguồn gốc của cháu ở đâu. Con tên gì? Ethan. Còn con? Con tên Trâm. Nếu mà con có thể nói với những người bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN thì con thể nói được cái gì về Tết ở đây? Tết ở đây rất là vui, người ta chợ rất là vui, có đủ thứ đồ chơi, đồ người ta bán đồ ăn, xong người ta đốt pháo rất là để vui. Dạ, con là Thủy à. Ngày hôm nay là đi tới cái Century Mall này con cảm thấy rất là vui tại vì là đây là năm đầu tiên tụi con đến Mỹ ạ. Còn con thấy như thế nào? Con tên Thọ, con đang rất là vui tại vì đây là lần đầu tiên mà tụi con, đúng là khoảng mười mấy năm rồi tụi con mới nghe được tiếng pháo. Tại ở Việt Nam thì đã không cho đốt pháo lâu rồi, thành ra cái này cảm mát cái kiếp tuổi thơ nó trở về ạ. Thực sự là nghe tiếng pháo là một cái điều gì đó mình cảm thấy rất là ngày, rất là một cái gì đó rất là xa. Ngày xưa cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi mình mới nghe lại được tiếng pháo, thực sự rất là cảm động và rất là hạnh phúc ạ. Vũ Nhân và Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN mọi nơi và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.